Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Cập nhật về đại dịch virus Corona đang khiến toàn thế giới phải lo lắng xôn xao trong suốt thời gian vừa qua. Mới đây thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phải chính thức nâng mức cảnh báo đối với bệnh dịch này từ mức trung bình lên mức cao. Các tổ chức thì khuyến cáo người dân cần bảo vệ bản thân trước bệnh dịch. Và ở Việt Nam thì tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc Hapulico, một cảnh tượng chưa từng có đã xảy ra ở đây. Đó chính là hình ảnh hàng chục người chen lấn tranh giành nhau mua hộp khẩu trang. Tuy nhiên thì số lượng lại chỉ còn rất ít. Trưa ngày 31 tháng 1, hàng trăm thậm chí là hàng nghìn người đã đổ về khu vực chợ thuốc lớn nhất miền Bắc ở tòa nhà Hapulico, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đây được xem là chợ thuốc lớn nhất miền Bắc bởi hàng ngày thuốc được lấy tại đây rồi vận chuyển đi nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chưa bao giờ thị trường mua bán khẩu trang và nước rửa tay lại nhộn nhịp, tấp nập đến như vậy. Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1, Bộ Y tế cho biết trên thế giới đã có 9.816 trường hợp nhiễm bệnh, 213 ca tử vong liên quan tới virus corona chủng mới. Tại Việt Nam, thì cơ quan ban ngành xác nhận đã có 3 công dân dương tính với mầm bệnh này, bao gồm 2 trường hợp ở Hà Nội và 1 ở Thanh Hóa. Cả 3 người đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Hà Nội. Một nhân viên tại cửa hàng thuốc cho biết, do lượng tiêu thụ khẩu trang và nước rửa tay quá lớn nên nhiều cửa hàng đồng loạt treo biển hết hàng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có không ít trường hợp găm hàng để đẩy giá khẩu trang lên cao. Tại một cửa hàng, giá bán khẩu trang chỉ 17.000 đồng trên một hộp, đông nghịt khách tới mua. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, gần 100 hộp khẩu trang đã được bán hết sạch trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chưa bao giờ khẩu trang lại trở thành món hàng xa xỉ và khó mua đến như vậy tại Hà Nội. Thứ mặt hàng này vốn dĩ rất bình thường và dễ mua được ở bất cứ hiệu thuốc hay cửa hàng tạp hóa nào. Nhiều cửa hàng đã bất ngờ tăng giá khẩu trang. Một hộp khẩu trang 50 chiếc thường ngày giá 40.000 đồng, nay đã tăng lên đến 150.000 đồng. Nhiều hàng thuốc chỉ bán mỗi người một hộp vì khan hàng. Ngoài khẩu trang y tế thông thường tăng giá, các loại có van lọc khí như 3M hay N95 hầu như không còn hàng và giá đã bị đẩy lên gấp 5 lần. Trước đại dịch như hiện nay, thì các tổ chức khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên là những việc làm tối thiểu để có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé!